phát biểu của Bộ trưởng là tối đa 15 phút. Kính thưa Chủ tịch Quốc hội, kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội. Trong hai ngày thảo luận tại tổ cũng như tại hội trường, thì chúng ta đã đến nay thì đã có 217 ý kiến phát biểu tại tổ và 25 ý kiến hay 26 ý kiến đã phát biểu tại hội trường. Thì đa số là hầu hết thì các ý kiến của các đại biểu thì đều thống nhất với cả tờ trình cũng như là dự thảo nghị quyết và cơ bản là đồng tình với cả những cái nội dung chủ yếu của quy hoạch tổng thể quốc gia. Các ý kiến đóng góp thì chúng tôi thấy là rất là phong phú, đa dạng, rất là thể hiện rất là tâm huyết, trách nhiệm và rất nhiều ý kiến sâu sắc và có giá trị đối với chúng tôi. Và cũng thống nhất và cho rằng đây là một cái quy hoạch được chuẩn bị rất là công phu, nghiêm túc và bám sát và cụ thể hóa các cái nghị quyết như nghị quyết đại hội 13 của Đảng, rồi chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm của đất nước, các nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và của Quốc hội. Đồng thời thì các quý vị đại biểu cũng gợi mở ra rất nhiều các cái vấn đề mà nội dung để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và bổ sung hoàn thiện vào cái quy hoạch này. Thay mặt cho cơ quan chủ trì soạn thảo, tôi xin được trân trọng cảm ơn tất cả ý kiến của các đại biểu Quốc hội và sẽ nghiêm túc nghiên cứu để tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu. Chúng tôi cũng nhận thức rằng đây vừa là một cái sự quan tâm, động viên, cổ vũ đối với cả chúng tôi, nhưng mà cũng là một cái giao nhiệm vụ và giao trọng trách cho chúng tôi với một cái vấn đề hết sức hệ trọng, hết sức quan trọng của đất nước. Sau đây thì tôi xin phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề. Thứ nhất là một số các cái nội dung đã tiếp thu. Thì vừa qua thì để hoàn thiện hồ sơ để báo cáo trình với cả Quốc hội, thì các cơ quan soạn thảo chúng tôi cùng với các cơ quan của Quốc hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau và hết sức là trách nhiệm để tiếp thu tối đa, chủ động tiếp thu tối đa các ý kiến chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, của Quốc hội, cũng như của Ủy ban báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Do vậy thì nhiều nội dung mà các đại biểu phát biểu tại tổ cũng như tại hội trường hôm nay thì cũng có cơ bản thì một số cũng đã được tiếp thu và được thể hiện trong cái báo cáo quy hoạch. Và cũng có thể nói rằng đây là một cái công trình nghiên cứu hết sức là đồ sộ và công phu, nghiêm túc, khoa học với 41 cái hợp phần, với gần 7.000 trang tài liệu, với gần 30 cái cơ sở viện trường nghiên cứu tham gia, với khoảng hơn 100 các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu của trong nước và quốc tế về quy hoạch tham gia vào cái công trình này. Và chúng tôi đã triển khai trong suốt 2 năm vừa qua với hàng trăm cái cuộc hội nghị hội thảo các loại đấy, thì báo cáo để Quốc hội cũng yên tâm, và với một cái phương pháp tiếp cận hết sức là mới, hiện đại và đảm bảo và các cái thông lệ tốt của quốc tế, phù hợp với các cái xu thế vận động và các cái xu hướng mới hiện nay, cũng như là các cái nghị quyết của Trung ương Đảng về các cái vùng, về các địa phương, về các ngành và lĩnh vực đã ban hành trong thời gian vừa qua. Rất nhiều ý kiến đã tiếp thu như là về đánh giá hiện trạng, cũng như quan điểm phát triển, rồi định hướng phát triển của các ngành, các vùng, rồi là các cái dự án, danh mục dự án, rồi nguồn lực, rồi mục tiêu, chỉ tiêu thì chúng tôi cũng đã cơ bản tiếp thu. Vì trong cái dự thảo của nghị quyết của Quốc hội về báo cáo này thì đã giao cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc rà soát, chỉnh lý và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tài liệu, hệ thống sơ đồ, bản đồ và các cơ sở dữ liệu trong hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm tính thống nhất với cả nội dung nghị quyết của Quốc hội. Thì trong nghị quyết của Quốc hội thì đã giao cái nhiệm vụ này. Thì với tư cách là cơ quan soạn thảo thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với cả phối hợp với cơ quan của Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ tất cả các cái ý kiến xác đáng của các vị đại biểu để đảm bảo chất lượng cũng như là cái tính khả thi cao nhất của cái chất lượng của cái quy hoạch này. Về sự cần thiết, tính cấp bách của
việc xây dựng quy hoạch. Thì quy hoạch tổng thể quốc gia thì có một ý nghĩa hết sức là quan trọng, như các đại biểu đã nêu, là cơ sở để chúng ta triển khai các cái quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch khác, cũng như là để thu hút đầu tư cho các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đã có cái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Trung ương 6 thì đã nêu thế này: đây là một công việc lần đầu tiên chúng ta làm, rất mới, rất khó, chưa có kinh nghiệm, song rất quan trọng và cấp bách thiết. Các bộ, các ngành và các địa phương trong nước thì hiện đang rất mong đợi. Do vậy, chúng tôi cũng cảm ơn với các đại biểu Quốc hội đều thống nhất để cho phép thông qua tại kỳ họp này, và trên cơ sở chúng tôi tiếp tục hoàn thiện để thông qua cũng như là đảm bảo cái chất lượng tốt nhất trong thời gian tới. Thứ hai là về những một số cái thuận lợi và khó khăn trong quá trình lập, cũng xin báo cáo thêm với Quốc hội là về thuận lợi thì chúng ta có các chỉ đạo, quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, rồi Quốc hội, rồi cả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thứ hai là đã huy động được cái sự tham gia của rất nhiều các cái lực lượng tư vấn, lực lượng nghiên cứu. Và thứ ba là việc triển khai này thì trong cái giai đoạn mà Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành rất nhiều các nghị quyết mới thì cũng là cái cơ sở để chúng ta dựa vào bám sát và để mà thực hiện cái quy hoạch này, xây dựng quy hoạch này. Thế còn về khó khăn vướng mắc thì cũng rất là nhiều. Thứ nhất thì đây là nhiệm vụ mới và khó, lần đầu tiên chúng ta làm. Do vậy thì chưa có kinh nghiệm là đúng rồi. Thứ hai là kinh nghiệm quốc tế thì nó cũng không nhiều. Mặc dù chúng tôi cũng đi tham khảo học tập rất nhiều các nước, nhưng mà mỗi nước một kiểu. Có nước làm, có nước không làm. Có nước làm kiểu này, có nước làm kiểu kia. Là chúng ta thì cũng không, thể chế chính trị khác nhau, điều kiện phát nhau khác nhau, trình độ phát triển khác nhau, nên chúng ta cũng không thể áp của mô hình của nước này vào nước kia được. Và chúng ta mà chủ yếu là chúng ta học tập những kinh nghiệm tốt, vận dụng vào các điều kiện cụ thể của nước ta và bắt kịp được theo những cái xu thế mới của quốc tế, theo một cái phương châm là làm sao chúng ta phải tiến cùng, làm sao chúng ta phải bắt kịp rồi tiến cùng rồi vượt lên ở một số vấn đề, một số nội dung để chúng ta tiến nhanh mà thu hẹp được các cái khoảng cách phát triển. Trong khi đó thì chúng ta lại lần đầu tiên chúng ta làm theo phương pháp tích hợp cũng rất là khó, và làm mức độ nội dung và mức độ chi tiết như hôm nay rất nhiều đại biểu nêu, đó là làm sao chúng ta không được chung chung quá để nó trùng với cả chiến lược và định hướng, nhưng chúng ta không được chi tiết quá nó lại trùng với cả quy hoạch ngành, quy hoạch vùng. Đấy, thì là đây là một vấn đề khó nhất trong quá trình chúng tôi lập, và chúng tôi thấy ngay bản thân hôm nay các đại biểu nêu thì cũng có nhiều các ý kiến khác nhau. Đấy, cũng có một số ý kiến là nên đề nghị khái quát cao hơn, nhưng có số ý kiến thì bảo chi tiết hơn, cụ thể hơn, thì cái này là cái khó. Để về cái quy hoạch này là cái quy hoạch nằm giữa cái chiến lược và các cái quy hoạch cấp dưới, đấy nó không bị trùng nhau là về như vậy. Nên vấn đề mức độ chi tiết thì chúng tôi cũng đã đảm bảo tuân thủ là một cái bước cụ thể hóa các cái nghị quyết của Đại hội 13 cũng như chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Và quy hoạch này là quy hoạch theo điều 22 của luật quy hoạch cũng đã quy định là quy hoạch cấp quốc gia mà mang tính chiến lược theo cái hướng là phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ, xác định về tổ chức không gian phát triển của đất nước, phạm vi cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng. Đây là cái quy định của luật, và chúng tôi cũng bám sát vào cái tinh thần này của luật để xây dựng cái quy hoạch này. Các nội dung chi tiết về phân chia tiểu vùng trong các vùng, rồi liên kết nội vùng, định hướng phát triển cụ thể của từng ngành, từng tỉnh thì sẽ được quy hoạch cụ thể hóa ở các quy hoạch cấp thấp hơn, tránh cái sự trùng lắp và chồng chéo về nội dung giữa các cái quy hoạch. Thì về vấn đề này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giả soát để đảm bảo đúng cái tinh thần này. Về các cái quan điểm phát triển và những cái trọng tâm trọng điểm hiện nay thì báo cáo với cả Quốc hội là cái giai đoạn vừa qua thì chúng ta có một cái hạn chế mà đã được nêu trong cái báo cáo, đó là cái nguồn lực phát triển của chúng ta đang còn dàn trải phân tán, làm triệt tiêu các cái động lực cho phát triển, trong khi mà không phát huy được các hiệu quả
mà cái nguồn lực của chúng ta thì rất có hạn. Chúng ta không tập trung nên chúng ta không phát huy được. Và nó triệt tiêu đi các cái động lực. Thế có quan điểm mới mà quan trọng của quy hoạch lần này ấy, là phải hướng đến là phát triển có trọng tâm trọng điểm. Đây là những yếu tố rất là mới để tạo ra cái động lực phát triển mới, đồng thời phải đảm bảo các cái vấn đề về an sinh xã hội và môi trường. Tức là có trọng tâm trọng điểm nhưng về xã hội và môi trường chúng ta vẫn quan tâm và phải bảo đảm. Và theo đó thì phân chia ra hai cái giai đoạn. Giai đoạn trước năm 2030, tức là chúng ta phát triển có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào một số địa bàn có cái điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng động lực, các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và hiệu quả. Nhưng mà vẫn đảm bảo quan tâm và đảm bảo các vấn đề về an sinh xã hội, rồi môi trường, các đối tượng chính sách, những người nghèo, dân tộc thiểu số, miền núi, nhất là về y tế, giáo dục và văn hóa. Sau năm 2030 thì chúng ta sẽ hướng đến phát triển cân bằng, hài hòa và bền vững giữa các vùng miền và địa phương. Thứ năm là về hình thành và phát triển các vùng động lực. Thứ nhất là về các vùng động lực quốc gia thì trong thời kỳ trước chúng ta có 4 cái vùng kinh tế trọng điểm với một cái quy mô là khá lớn, gồm 24 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chiếm tới 27,5% diện tích của cả nước, 53,1% dân số cả nước. Các cái vùng kinh tế trọng điểm này thì chưa thực sự trở lại thành các cái vùng động lực. Nhiều địa phương thuộc các cái vùng kinh tế trọng điểm này ấy, thì vẫn đang còn có cái trình độ phát triển dưới hoặc là tương đương với mức trung bình của cả nước. Trên cơ sở các cái vùng kinh tế trọng điểm hiện nay thì việc lựa chọn một số cái địa bàn mà có vị trí điều kiện thuận lợi nhất, có cảng biển, cảng hàng không quốc tế, khu kinh tế ven biển, tiềm lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, rồi nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối với các cửa khẩu quốc tế. Đấy, thì chúng ta sẽ xác định ra 4 cái vùng động lực và theo đó thì có 4 cái cực tăng trưởng như trong báo cáo đã đề ra để mà ưu tiên cả về thể chế và nguồn lực để phát triển nhanh hơn, đóng góp lớn hơn, tạo sự lan tỏa nhiều hơn cho cả vùng chung quanh và cho cả nước. Còn các cái vùng khác thì chúng ta cũng đã đưa ra cái định hướng là sẽ dần hình thành các cái vùng động lực mới ở Bắc Trung Bộ, rồi Tây Nguyên, rồi là miền núi phía Bắc. Và hôm nay thì có cả ý kiến của Bình Định ấy, đại biểu Hạnh ở Bình Định có nói, kể cả Nam Trung Bộ. Tức là trong quá trình phát triển, nếu chúng ta thấy đủ điều kiện thì chúng ta sẽ điều chỉnh và bổ sung các cái vùng động lực mới để phát huy được tối đa tất cả các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của các vùng và các địa phương. Chứ không phải chúng ta chỉ bó hẹp là như thế. Nhưng hiện nay thì với điều kiện cụ thể thì để tập trung trọng tâm trọng điểm thì chúng tôi chỉ lựa chọn 4 cái vùng này thôi. Về các hành lang kinh tế thì việc hình thành các hành lang kinh tế là nhằm tăng cường cái tính liên kết nội vùng, liên vùng và cả nước, đưa các cái hành lang giao thông này đã có và sẽ hình thành và trở thành các hành lang và trọng điểm kinh tế. Các cái hành lang kinh tế thì được lựa chọn gắn với cả các tuyến giao thông, đường bộ cao tốc, đường sắt, rồi kết nối với các đô thị, các trung tâm kinh tế cực tăng trưởng, các cảng biển, các cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, rồi đầu mối giao thương lớn. Ưu tiên là phát triển các cái hành lang kinh tế với cái vùng động lực của quốc gia, các cái hành lang kinh tế kết nối với hành lang kinh tế của khu vực và quốc tế, có cái sự tính toán và gắn kết với cả các cái hành lang của khu vực và quốc tế. Thì tuy nhiên thì hôm nay cũng có nhiều đại biểu đề nghị bổ sung thêm một số tuyến hành lang, thì cái này chúng tôi xin phép được tiếp tục nghiên cứu, nếu thấy phù hợp thì chúng tôi sẽ báo cáo để mà bổ sung thêm một số cái hành lang khác. Về một số ý kiến về cái tính khả thi cũng như là nguồn lực và kịch bản của mục tiêu phát triển thì về việc này thì tôi xin phép được báo cáo thế này. Về kịch bản lựa chọn ấy, thì đã được nghiên cứu khá là kỹ lưỡng, trên cơ sở là đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động cũng như là cân đối các nguồn lực phù hợp với cả các cái thực tiễn cũng như là đáp ứng được yêu cầu phát triển, và cũng đã bám sát để cụ thể hóa cái mục tiêu của nghị quyết đại hội 13 đã đưa ra đến năm 2030 và đến 2050.
GDP. Thông qua cái việc huy động tối đa các nguồn lực, từ nguồn lực của nhà nước đến đầu tư tư nhân, rồi đầu tư theo phương thức đối tác công tư, rồi là các cái nguồn lực của nước ngoài. Tận dụng được tất cả các cái khai thác hiệu quả các lợi thế so sánh của các vùng và của cả nước, cũng như là các cơ hội mới, xu thế mới để phát triển nhanh, bền vững và đạt.